Còn đây những cái cây ngũ sắc này, nên vào mùa thu này đấy, gọi là cuối thu thì hoa nó ra đủ 5 màu luôn. Đây, quý vị các bạn nhìn không, có thể tự đếm luôn, ra đủ 5 màu đấy. Đây là màu đỏ này, đây là màu tím này, đây là màu vàng sẫm này, đây là màu vàng nhạt này, và màu trắng trắng hồng này nữa này. Đấy, trên một cây nó sẽ ra đủ. Thế nhưng vào cái dịp mà cuối xuân đầu hè thì có thể nó còn ra được, nhưng nhất cuối hè đầu thu thì là nó ra, nó không, nhiều lúc nó không ra đủ 5 màu như này. Còn vào mùa thu cuối thu đầu đông này thì hoa thường thường nó ra được đủ cả 5 màu trên một cây một lúc luôn. Thế nên đây quý vị các bạn thấy cây này là chưa xén, thì nó lúc chúng tôi bận nó chưa ra hoa thì chúng tôi lại không xén đi. Đến khi nó ra hoa thì nó đây đầu ngọn, nó cứ ra hoa đầu ngọn này. Thế nhưng bây giờ chúng tôi sẽ xén những cái hết hoa, chúng tôi sẽ xén những cái ngọn này đi cho nó tròn như cái cây giấy tím vừa rồi tôi có trên một số clip tôi quay ấy. Thì là hoa nó sẽ sát vào thành một miệt như này, nó cứ lông bông này đấy, nó cứ mỗi cành nó một nơi. Thí dụ như cây này xén mà chưa ra hoa này, tất nhiên đây là cây giấy ta, nhưng cây giấy ta thì xén nó cũng đẹp như cây kia đấy, nó cũng đẹp như cái cây to này. Còn cây này tôi không xén được, là chưa xén được này. Đấy, cái chứng minh chứng đấy là cái cành nó rất là dài. Đấy, nó dài mà hoa nó chỉ đầu ngọn đấy, đấy quý vị thấy không? Đấy, tất nhiên là cũng có lúc nó mọc ở cả lưng cành, nhưng mà nó cũng không thể dày được. Còn như cây này đấy là chúng tôi xén, gọi là đây gọi là xén đuổi, như kiểu chúng ta cắt đuổi tóc ấy. Đấy, nó đuổi nhau thì hoa nó rủ xuống và nó ra. Có trường hợp là chúng ta không xén đuổi, chúng ta xén rủ, xén cứng thì nó sẽ ra những cái lơm, cái ô. Đấy, còn như cây này là chưa xén được này.